Dạ Linh xin kính chào quý ông bà cô chú, các bạn, các em nhỏ đã đến với kênh Thôn Nữ Cà Mau. Hồi bữa giờ thì nhà hàng Thôn Nữ Cà Mau đóng cửa đi chơi cũng rất là lâu, thì các bé trong xóm thì cũng nhớ cái gian hàng nhỏ của Thôn Nữ Cà Mau, nên là hôm nay về thì mở cửa nhà hàng bán lại ông bà cô chú. Thì hôm nay là Linh mang một cái món rất là đặc biệt ở trên thành phố về quê. Thì cái món này là món bánh pizza. Thì bánh pizza này thì các bé trên thành phố chắc rất là quen thuộc rồi, nhưng mà ở dưới quê này thì không có tiệm bán. Thì đế này là Linh mua cái đế bánh thôi chứ không phải là cái bánh hoàn thiện nữa. Thì cái đế bánh này nghe nói là mình làm bằng bột mì với bột nổi nè thì cũng rất là dễ làm, nhưng mà Linh sợ là Linh làm không có thành công á, nên là Linh mua cái đế cho nó chắc chắn. Thì một bịch như thế này thì nó sẽ có hai cái đế bánh. Hai cái đế bánh này thì Linh mua là hình như là 22.000. Ngoài đế bánh ra thì Linh có mua thêm phô mai nè, tại vì cái phô mai này là cái quyết định cái bánh pizza mình có ngon không. Thì phô mai Linh chọn cái loại mozzarella. Thì phô mai này là Linh mua 1kg là 200.000, thì cái này là 700g là 154.000. Ngoài ra thì Linh có chọn thêm một số rau củ để bỏ lên cái bánh phô mai mình cho nó đỡ ngán á. Bánh pizza chứ, nói lộn. Tại vì hồi đó giờ Linh cũng chưa ít khi được thưởng thức cái món pizza này lắm. Khóm, thì Linh thấy có nhiều nơi người ta bỏ khóm nè, rồi thêm xúc xích. Thì hôm nay thì Linh sẽ làm pizza xúc xích và pizza hải sản. Hải sản thì Linh có chọn là tôm với mực. Tôm bữa nay hết nước vuông nên là Linh mua cái tôm này 1kg hình như là 170.000 hay gì đó. Thì nó hơi mắc so với giá ở đây. Mực này thì 130.000. Bây giờ chắc trước tiên là Linh sẽ làm con mực này. Mực này thì nó hơi nhỏ, lát thì Linh sẽ sắc phanh phanh ra, nên là bây giờ chắc Linh ngắt cái đầu nó ra quá. Đó, Linh lấy hết luôn, chứ Linh không có xẻ đôi con mực ra. Tại vì một lát là Linh sẽ sắc phanh như thế này nè, để mình để lên cái bánh pizza. Cái này là cục mực của nó. Rồi, mực này nó tuy nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó cũng rất là tươi nè. Ngắt cái cục mực bỏ thì Linh lấy cái găng mực trên cái đầu này ra nè. Ở trên đây nó có cái cục găng mực nữa nè. Nhưng mình lấy cái phần mà cái này gọi là cái gì ta, cái nang con mực cái gì á. Không biết là bữa hai là ngày đầu tiên khai trương bán lại thì còn khách hàng không, hay là khách hàng quên hết Thôn Nữ Cà Mau rồi. Nhưng mà hồi bữa giờ thì lúc mà Linh ở trên thành phố thì cũng có mấy em ở trong xóm nhắn tin hỏi chứ Linh về chưa. Thì Linh về là cũng bữa nay là ngày thứ tư rồi nên mới mở bán. Tại vì mới ở trên thành phố về thì cũng sợ bà con ở đây ngại là mình từ thành phố về. Trời, bây giờ là đỡ nha, hồi trước mà nghe ai ở trên thành phố về hả là người ta sợ, người ta đóng cửa. Người ta chạy bỏ chạy 8 cái cây số luôn tại sợ dịch. Nên là đó là nguyên nhân là hồi bữa giờ là Linh không có bán. Chứ Linh cũng muốn bán sớm cho các bé có món thưởng thức. Có bé nhắn tin, chứ Linh ơi chứ Linh, em thèm món chế bán lắm rồi, sao chế đi lâu quá vậy. Mà cũng không có dám mở bán sớm. Linh cho mực vô thao nước thì Linh sẽ cho một xíu muối vô để mình rửa cho cái cứng con mực lại. Lúc này là cái con mực nó săn lại như vậy nè, thì Linh sẽ vớt mực ra để ngoài cái gỗ. Ồ, nhìn con mực lúc này cực kỳ ngon luôn, nhìn nó rất là tươi. Mà nó trong con mực mình lại nữa. Dạ, vậy là Linh mới vừa sơ chế mực xong, thì ở đây là có tôm nè, thì Linh sẽ bắt đầu lột cái con tôm này luôn. Tôm này thì Linh lột và Linh sẽ bỏ luôn cái phần gạch. Linh không có ngón tay nên là lột tôm nó cũng hơi khó nè. Lát thì Linh sẽ lấy dao để Linh lấy cái phần chỉ trên đầu của con tôm này ra luôn. Mình cứ ngắt hết cái phần gạch đi. Tại vì không có móng tay cũng khổ nữa nè. Lột tôm cũng khó nè. Lột tôm kiểu như Linh không biết đi lột tôm mướn khi nào mới có ăn. Tại vì ở chỗ Linh nếu như mà mình đi làm công nhân á, thì mình sẽ đi vô những cái gì, cái giống như là cái công ty thủy sản á, mình sẽ lột tôm. Dạ, vậy là hồi nãy giờ là Linh đã lột xong tôm rồi. Lúc này thì Linh sẽ qua chuẩn bị cái gọt khóm này.
Trái khóm này Linh mua 10.000 thì cũng rất là ngon à. Trái khóm to. Do là lát Linh sẽ tỉa cái mắt khóm á, nên là Linh gọt cái vỏ bên ngoài mỏng mỏng thôi, chứ mình gọt sâu dày bên trong quá là lát hết trái khóm. À, mẹ chồng ơi, thấy con gọt khóm vậy là được chưa? Sao mấy cái đầu thấy làm ngon lành quá, mấy cái sau này thấy gọt xấu quá. Đó, vậy là trái khóm của Linh sắp xong rồi, Linh sẽ tỉa mắt lại. Tỉa mắt khóm này cũng dễ lắm, mình cứ sọt vô, dao vô ba mắt của trái khóm, rồi mình sẽ đi một đường. Có đường thứ nhất rồi là mình sẽ lần theo những cái đường khác, tại vì do là Linh làm tay trái nè, nên là hơi bị nghịch tay. Dạ, vậy là Linh đã gọt xong một trái khóm rất là đẹp nè. Đó, mẹ Linh nói gọt khóm vậy là lấy chồng được rồi đó, bà cô chú các bạn ơi. Rồi, bây giờ thì Linh sẽ sắc trái khóm này ra làm tư. Mình sắc bỏ cái phần cùi của cái khóm, tại vì cái phần cùi của khóm á, thì nó hơi dai á. Rồi, bỏ cái phần cùi, sau đó thì mình sắc mỏng để một lát mình để lên trên cái mặt của pizza. Dạ, Linh cắt khóm xong, sau đó thì Linh qua Linh cắt ớt chua. Cái trái ớt chua này bên ngoài nhìn nó đẹp nhưng mà bên trong nó cũng không có đẹp lắm. Linh cũng trái ớt chân này Linh cũng rửa xong rồi. Chua thì mình cũng cắt miếng nhỏ nhỏ thôi. Ớt chua này thì nó không có cay, mình bỏ lên cái bánh thì nó sẽ có cái mùi thơm. Linh bỏ chung với thơm luôn, khóm chứ. Thì Linh mới vừa sắc ớt xong thì Linh qua Linh sắc xúc xích. Thì bây giờ ở đây là Linh có bắt sẵn một cái chảo nước sôi rồi, Linh cho xíu muối vô để Linh trụn cái tôm với cái mực. Bánh này thì làm cũng rất là đơn giản, không có cầu kỳ. Nhưng mà mình chuẩn bị nguyên liệu thì hơi khó xíu. Linh cho tôm vô, Linh cũng cho mực vô luôn. Linh trụng sơ cho tôm với mực nó săn săn lại để ăn lát mình nướng á, thì cái tôm với cái mực nó cũng còn cái độ ngọt. Mình đừng cho tôm với mực nó chín quá. Chín quá một lát mình nướng á, tôm mực nó không còn ngọt nữa. Linh bỏ vô Linh trụng cái nó lột da luôn rồi nè. Con mực là nó mất hết cái da rồi. Bây giờ thì Linh sẽ vớt tôm ra trước, tại vì tôm Linh bỏ vô trước á. Nhìn con tôm lúc này là rất ngon rồi đó. Linh để xuống đây. Giờ Linh sẽ vớt mực để ra gỗ. Nó cũng còn mấy con tôm nè. Hết chưa? Linh sẽ bắt đầu cắt mực thành phanh. Thì Linh mới vừa cắt mực xong á, thì lúc này thì Linh sẽ dọn ra để chuẩn bị làm luôn. Thì bánh pizza Linh cũng vừa tháo ra khỏi bọc á, thì Linh sẽ cho lên ít tương cà, rồi mình chét đều quanh hết trên cái phần đế bánh. Cái đế bánh này thì Linh thấy là cái bột người ta làm cũng mỏng á, rất là ngon luôn á.
chay tương cà Linh đều á, thì Linh sẽ cho khóm nè, rồi cho ớt, cho xúc xích lên. Linh cho tôm với mực lên. Nhìn cũng hấp dẫn quá luôn không bà cô chú các bạn. Lúc này thì Linh sẽ bào phô mai lên. Vì Linh không có lò nướng nên là Linh sẽ dùng cái lò mà Linh mua hồi năm mà Linh học đại học năm nhất năm hai gì á, vô là điện máy Chợ Lớn mua cái lò này hình như là 450-500 gì á, thì thấy nó cũng rẻ tại vì nó giảm giá á. Cái Linh mua tới giờ vẫn còn xài được luôn. Thường á là Linh thấy người ta làm bánh pizza thì người ta sẽ có một cái lò nướng bánh pizza chuyên dụng luôn á, Linh thì không có cái lò đó nên là dùng đỡ cái lò này, hoặc là mình cũng có thể là dùng lò vi sóng ở nhà mình nướng cũng được nữa. Cái cây này á, cũng không phải là cái cây bào phô mai chuyên dụng của nó, nên là nó bào cái sợi nó cũng không có được dài, nó ngắn ngắn. Rồi bây giờ thì Linh sẽ bỏ hai cái bánh phô mai này vô, bánh pizza này vô để nướng. Bây giờ Linh bỏ cái thứ ba vô là bắt đầu cái lọ nó bắt đầu nó đỏ rồi đó. Ở đây thì Linh sẽ làm sẵn những cái này để con lát cái đó chín này mình lấy ra mình bỏ này vô nướng. Ủa chị Linh này bán gì chứ Linh? Chị Linh bán bánh pizza. Một cái 10.000. Lấy em hai cái đi chơi. Hai cái hả? Rồi đợi chế xíu. Lỡ tay cái này cây. Để chị coi bánh chín chưa? Chị mới bỏ vô quá. Rồi cục phô mai. Ngon quá hả? Ở đó giờ biết bánh này chưa? Chưa, đó giờ quê có ai đâu bán bánh này mà biết. Ồ. Bánh nó nóng quá trời luôn nè. Ui nóng quá. Đợi chế xíu nha. Ồ. Phô mai nó chảy ra nhìn ngon dễ sợ. Mẹ ăn ngon quá chắc về xin tiền mẹ lại mua nữa. Đợi chơi xíu nha, tại nóng quá. Quên lấy cây gấp ra. Cứ lấy hai cái hả? Dạ. Lỡ cái tay chứ lấy bánh này ra luôn rồi cái làm cho cưng ha. Để bỏ bánh vô. Tương cà tương ớt đầy đủ hả? Thôi mới lần đầu chứ làm đầy đủ lại đi. Chị cắt ra làm tư ha. Dạ. Nóng quá. Hai cái chứ làm vô một hộp một được không? Dạ được. Rồi. Cái này cưng ăn cưng xịt thêm tương cà tương ớt vô ha. Tại chứ có cho bịch tương cà nè. Xịt tương ớt không chứ xịt luôn cho. Xịt luôn đi chứ. Cái dưới khỏi xịt về cho em ha. Dạ. Lần đầu bán món này không biết bán sao. Để cho nó được có đổ. Rồi cuối cùng 20 ngàn bỏ tiền vô gỏi giúp chế luôn. Rồi. Rồi cảm ơn em. Rồi em cảm ơn chế luôn. Rồi cảm ơn cưng. Mới được mở hàng không bà cô chú các bạn ơi, lâu lâu bán lại sợ vắng khách.
Chị Linh bán bánh pizza. Dạ bán cho em 2 cái. 2 cái hả? Rồi đợi chị Linh nướng nha. Ở đây có 1 cái rồi. Cô ăn tương cà tương ớt đầy đủ không? Dạ đầy đủ. Đầy đủ ha. Dạ. Đợi bánh chín là chị lấy ra luôn ha. Dạ. Bánh nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn á. Ngồi ghế hay có ghế chứ á, ngồi đợi đi cưng. Đợi cỡ nửa ngày nữa. Cái phô mai lên để ra ngoài hồi nãy giờ lúc này nó bị mềm quá nên là hơi khó bào xíu. Đợi xíu thôi cưng, bánh nó đang chảy phô mai cho nó, phô mai nó chín chín xíu nữa. Chịu khó đứng xíu, kêu ngồi không ngồi thì đứng. Uống nước ngọt không? Chứ có bán nước ngọt ly ngàn nữa nè. Không không uống nước hả? Ăn bánh không ạ? À. Chứ coi coi. Ôi. Nó cũng chín rồi nè, để chị lấy ra cho cưng cái nữa, khỏi đợi lâu. Nóng bóng bà cô chú các bạn. Thợ này chưa có được chuyên nghiệp lắm. Ê dạ. Cái bánh này hơi chín quá nè, còn cái này nó mới vừa chín tới, nhìn nó ngon hơn không bà cô chú các bạn. Cứ ăn tương ớt không? Dạ ăn. Ăn tương ớt hả? Dạ. Nãy chị Linh quên vô bịch tương ớt nên là chị Linh xịt lên bánh cho nha. Dạ. Wow, cái này vừa chín tới vậy nó ngon hơn nè. Rồi có cân 20 ngàn. Bỏ tiền vô gõ em chế nha. Rồi cảm ơn em. Cầm cẩn thận như chế. Rồi cảm ơn cân. Chế lấy 2 cái này ra luôn. Tại vì tôm nè, mực đồ là Linh đã hấp hết trơn rồi. Linh bỏ cái này vô nước. Ừ. Bữa nay chế bán bánh pizza. Cái 10 ngàn. 2 cái 20. Ở đây có 2 cái chứ mới vừa lấy ra. Rồi đợi chế xíu nha. Lỡ tay chứ bỏ 2 cái bánh này vô cái. Cứ ăn tương ớt không mấy? Dạ. Ăn tương ớt luôn ha. Nhưng mà cái bỏ cái hông. Rồi chế cắt bánh ra luôn ha. Cái dưới chứ không bỏ cái tương ớt, cái trên cho bỏ tương ớt. Cô uống nước ngọt không? Dạ. Coca 1 ly 1 ngàn. Không hả? Không thôi. Về ăn thêm tương cà thì xịt vô chứ có cho thêm bịch tương cà.
Rồi chứ gửi. Cưng lấy 80 ngàn tiền thói giúp cháy. Đây có tờ 20, 40 nè, 5, 6, 7, 8 lấy giùm cháy. Ở dưới có tờ 20 nữa đó. 50 rồi nè, 60 nè, 70. Họ không biết đủ tiền thói không nữa. 80. Nhưng mà mới có 19 ngàn. Thôi thì vậy thôi lấy 19 ngàn. Bỏ 19 ngàn vô đây lấy lại 100 ngàn đi. Mất công thôi. Bớt cho 1 ngàn luôn. Rồi cảm ơn Cưng. Ừ cảm ơn Cưng. Bữa nay chị Linh bán bánh pizza. Hai cái ha. Rồi đợi chị Linh xíu. Đợi chị Linh sẵn tay lấy bánh ra cái. Một cái 10 ngàn Cưng. Ừ bỏ tiền vô đó em chế. Ừ, lấy lại 30 ngàn tiền thói đi. Wow, nóng quá ông bà cô chú các bạn ơi. Tại vì do là lúc này cái phô mai nó mềm mà Linh bào không được nên là Linh dùng dao Linh cắt luôn á. Nên là cái phô mai nó hơi dày xíu. Cho bịch tương cà, Cưng về ăn bỏ thêm tương cà ha. Rồi chế gửi ý. Rồi cảm ơn Cưng. Ừ cảm ơn Cưng. Chế Linh bán bánh pizza. Một cái 10 ngàn. Mấy em hai cái đi thiếu 5 ngàn. Hai cái thiếu 5 ngàn ha. Rồi đợi xíu. Ăn tương ớt không dạ? Dạ ăn. Ăn ha. Con ăn tương ớt không? Dạ ăn. Ăn luôn hả? Cô Linh cho bịch tương cà nè, tương ớt cô Linh ấy lên mặt ha. Gió quá. Rồi. Gửi. Rồi, cảm ơn Cưng. Chín chưa ta? Chưa chín, nướng thêm xíu nữa. Chị Linh bán bánh pizza. Hai cái ha. Rồi đợi chị Linh xíu. Cưng ăn tương ớt không? Ăn tương ớt ha. Chị Linh cắt bánh ra cho Cưng luôn ha. Chị Linh bán bánh pizza một cái 10 ngàn. Nước ngọt một ly 1 ngàn. Hai cái bánh nào uống nước ngọt không? Không hả? Để tiền vô. Rồi chứ gửi cơ, quên ống hút. Rồi cảm ơn nha, đợi nãy giờ lâu quá. Cưng lấy hai cái bánh hả? Rồi đợi chế xíu. Ăn tương ớt không Vi? Cái bỏ cái không ha. Chế cắt bánh ra luôn ha. Cái dưới chứ không bỏ tương ớt, cái trên chỉ gửi tương ớt lên ha. Dạ bánh chú ơi. Dạ một cái 10 ngàn. Chị lấy em một cái. Một cái ha. Dạ rồi. Tương ớt không chú? Dạ để. Dạ. Bữa nay hên quá, vô giờ này có bán. Đi giao hàng giờ này gặp bán luôn hả? Dạ. Tại bữa nay con bán sớm á, bình thường con cũng bán 5 giờ chiều không à, mà tại bữa nay bán món này nên bán chưa.
Rồi chị gửi đi. Rồi cảm ơn em. Chị về. Ừ cảm ơn cưng. Bữa nay chị Linh bán bánh pizza. Ờ rồi đợi chế xíu. Hai cái 20 ngàn. Hai ly nước luôn hả? Ờ. À. À. 15 ngàn hả? 15 ngàn thì thiếu 5 ngàn. Quay có máu không? Quay có máu có đường vừa đậu bộ con giòn béo rồi cô bác ơi. Thôi con gửi chú. Dạ 10 ngàn bỏ vô giùm con. Dạ cảm ơn chú. Cứ mua 2 cái hả? Rồi có 15 ngàn hả? Vậy chứ nên cho thiếu 5 ngàn nha. 2 ly nước ngọt nữa hả? Ừ. Em có 1 ngàn ạ. Bán cho em 1 ly hả 2 ly? Rồi. Cưng ăn tương ớt không? Dạ ăn. Ăn tương ớt hả? Chế lên cho bịch tương cà đi ha. Về có ăn thêm thì xịt thêm. Ôi, Cưng cầm cẩn thận cái nắp này nó hơi lỏng á. Cầm đàng hoàng ha, cầm giúp chế đi. Rồi. Rồi cảm ơn Cưng. Ừ, cảm ơn Cưng. Bữa nay chế Linh bán bánh pizza. Dạ bán 1 cái. 1 cái hả? Cái 10 ngàn cưng. Rồi đợi chế xíu nha. Cưng ăn tương ớt không? Dạ. Chế xịt tương ớt lên cho cưng luôn nha. Cho bịch tương cà. Chị Linh tặng cho 1 ly nước ngọt luôn ha. Cưng uống cam hay Melinda? Melinda ha. Rồi, chị cảm ơn cưng. Ừ, cảm ơn cưng. Ừ. Bữa nay chị Linh bán bánh pizza. Dạ, vậy lấy em 4 cái. 4 cái hả? Rồi, đợi chị Linh xíu. Lấy bánh nha, cũng sắp hết luôn rồi. Wow, bánh nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Vậy em 5 cái luôn chưa? 5 cái luôn hả? Dạ. Rồi, 5 cái chứ vô cho 2 hộp nha. Chị cắt ra luôn ha. Cứ ăn tương ớt không? Dạ tương ớt tương cà đầy đủ. Tương ớt tương cà đầy đủ ha. Đại ơi, bữa nay vô trễ vậy? Sắp hết luôn rồi đó. Cái 10 ngàn. Em có 11 ngàn em mua chai nước nữa. Ờ, đúng rồi, đây ly nước 1 ngàn đó. Chị vừa làm cho 2 ly luôn ha. Tại chị bỏ ít đá, sợ bỏ đá nhiều quá cưng đi xa nó tan.
ơi, cô bán này bán cái gì đó? Bán bánh pizza Thịnh ơi. Ngồi đi, ngồi đi. Con ăn mấy cái? Đợi cô bán chút đi. Ăn mấy cái đợi cô bán nướng nha. Ngồi đợi cô bán nghe. Ăn tương ớt không thợ đại? Dạ. Ăn ha, chứ xịt lên ha. Đợi cô bán một bánh nữa con. Cần ly nước nữa hả? Dạ. Nước hết Miranda còn cam, không uống cam đỡ ha. Dạ. Ừ. Thịnh ăn mấy cái? Hai cái hả? Ăn có mình ăn hết hai cái không? Hai cái rồi, hai cái ha. Ngồi lên đi đợi cô bán. Ngồi đợi đi. Ngồi đàng hoàng cô ba bán nè. Đợi cô ba bán cho ăn nha. Rồi lúc lắc như vậy. Giỏ tay giỏi anh. À đi cô ba cho, cô ba không có bán, có tiền không? À đi, có tiền không? Có tiền không? Không có tiền thì ạ đi. Ạ, ạ cô ba cho nè. Đứng nhìn ạ cô ba đi, cô ba cho. Rồi chế gửi chế đại. À, cô ba đi. Có ly này cưng cầm giùm chế à. Dạ. Rồi bỏ tiền vô đi. Rồi cảm ơn cưng. Ạ cô ba đi. Ừ, cảm ơn cưng. Ngồi lại. Ngồi đâu vậy chưa? Không có ghế đâu ngồi. Đợi xíu con ơi, bánh này 5 phút mới có ăn. Vậy là Linh bán cũng sạch trơn không bà cô chú? Còn có 4 cái nữa. Là tổng cộng là Linh mua cái này là 20 bịch là được 40 cái á. Mà hết trơn xúc xích rồi. Còn mực tôm với khóm phô mai thì còn. Phô mai Linh sợ ít nên là Linh có đem ra thêm một bọc nữa. Tại bữa Linh mua tới 2 bịch lận. Bây giờ thì Linh coi bữa nay là ngày đầu tiên khai trương bán lại được bao nhiêu tiền. Đợi cô ba xíu, cô ba coi thưa bán bữa nay được nhiêu nha. 150, 160, 170, 180, 190, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 300. 301, có giàu quá, giàu quá. 302, 303, 304, 345.000 ông bà cô chú các bạn. Mà ở trong đây là của Linh có 100.000 tiền thối, vậy Linh bán được 245.000. Ồ, bữa nay là nhà hàng Thung Nữ Cà Mau ngày đầu mà khai trương bán lại, bán gì thì cũng rất là được luôn á. Còn mấy cái đây chắc Linh nướng cho Bủn với Thịnh, tại giờ này là Bủn nó đang thi rồi nên là không có ra mua được. Thì bây giờ là Linh cũng cảm ơn quý ông bà cô chú các bạn mình theo dõi cái video này tới đây nha. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú các bạn cái nhỏ vào những cái video tiếp theo nha. Bye bye bà cô chú các bạn.